mình không cần gì hết. Mình là Ngọc Khuê, là bà chủ của căn nhà này và là bà tổng giám đốc của tập đoàn Thành Phát. Không ai có thể thay thế, không ai có thể thay thế được. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu